Hello motherfucker. Người trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ không chơi những tựa game như Ocean Master hay là gì đó. Hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game giải trí thôi. Mà thật sự cũng không giải trí đâu, mà nó kinh dị vãi cứt ra. Nó mới vô game đó là mình chưa nói game đó là cái gì, mình sẽ nói ngay bây giờ. Chắc các bạn cũng biết rồi, nhìn lên cái tiêu đề các bạn cũng biết rồi mình nói cái game đó. Đó là game Evil Nun mấy bạn. Cái gì mà trường học á, mình đọc đó các bạn. Bà quỷ rồi, thôi. Thấy cũng chở đi. Mẹ hết hồn. Xin lỗi mày. Quay qua thấy bà tới hết hồn mày. Nổi da gà luôn, xin lỗi. Ây da, ngày 1. Mà mình cũng không biết là mình làm gì nữa. Sao ghi lại cứ ba cột mà. Mày không sẽ không ổn đâu, mày vô tay của tao là mày chắc mày không ổn đâu. Mày sẽ đi vòng vòng kiếm coi có gì hay ho. Có gì không? Này núp mấy bạn. Open. Cái này open. Mở gì đó mình cũng chả biết nữa. Cái này là gì? Cầm cái này. Ê, chết mẹ. Mở tới không? Mới vô nha. Từ từ. Đập bà luôn vừa. Đâu? Bà tới. Nghe tiếng của bà. Nhiều bà tới. Đi lắm. Đi rồi. Chết em sợ chết bà. Nấp. Ui. Hello. Ôi. Đồ chết. Nắp rồi mà nó bị lát mày. Bạn. Rồi ngày 2 luôn. Wow. Mới vô chưa làm được quái quỷ gì hết. Ghi nữa hả? Liệu mày có ổn sẽ vô cái tay của tao không? Liệu có ổn? Đi lẹ mấy. Tôi phải rời trường học này. Nghe cái bà đó. Đây nè, mình phải lấy cái này vậy. Lấy cái này. Rồi. Bắn vô bả là bả. Sao mình làm. Ý, đụng. Nắp. Hết hồn mà. Đủ xanh. Bớt nhanh nha. Cút ra ngoài nha. Bớt thấy vô ta vô phòng vệ sinh này đi theo nha. Nên vậy. Bớt điếm lại. Bớt chơi chó lại nha. Hello motherfucker. Mẹ đi bớt canh luôn mà. Canh ngoài luôn. Khổ nạn quá nha mà. Ủa ngày cuối luôn rồi. Cái heo. Mới vô test có mấy cái rồi mà. Thôi mình sợ mình lờ rồi. Thôi rồi. Vừa vô nhà vệ sinh các bạn đi theo mày. Một phố mẹ. Này mở được không? Duh. Nãy giờ đi vòng khó chịu nha. Các bà đâu, tôi bắn bà cái coi. Cây bà nãy giờ. Qua đây thôi. Không được rồi. Mình sẽ có cái gì? Không có gì hết rồi. Kỳ vậy. Không được cái gì hết rồi. Căn cửa này. Ồ. Căn phòng. Đây. Sách cũ. Quỷ trường có đầu đè. Sách nặng. Ui rồi xong. Con mẹ. Đây là cửa cái còn có công tắc đây. Nó phải không?
đi lên lầu coi. Rồi. Cái này cũng cứ kéo tự động. Mình cũng không biết chưa đọc mấy này đâu bạn. Vô chơi mà khám phá luôn. Ui gì. Con mẹ nó. Cái gì đây? Cái gì ghê vậy? Đây cũng có bình chữa cháy rồi. Nhảy xuống chơi không? Ngày cuối mà, gì chơi. Bước ra đâu đây tao bắn nè. Như bà vô rồi. Bây giờ không thấy bà đâu hết luôn. Ủa bắn rồi mà. Phải đi chậm lại hả bạn. Ây dạ. Tiếp tục. Hôm nay không đi mà. Rồi rồi bắt luôn. Mẹ. Quăng xuống cái phòng này à. Ui. Mày đeo vô cho. Không biết làm gì đâu. Quăng xuống. Ok bạn, mình trở lại với đây và 3 ngày tiếp theo của mình là mình cũng chả biết làm gì luôn. Mới vô đây chơi mấy cú nạn rồi. Này có cái chổi nè. Vô quét thử coi. À này mình đi xuống. Có gì hay không? Không có gì hết. Thử thách mê cung. Thử thách mê cung. What? Oh come on. Vừa ngót đầu lên đập cho cái thục xuống lại bạn. Mình vừa ngót đầu lên mà đập cho cái thục xuống lại. Khúc này anh thì mình sẽ tìm hiểu. Đây. Đi qua đây. Mình kia có chỗ chả làm được gì. Cái gì đây. Nó có đồng xu mà không thấy à. 20 đồng. Cái cầu bấm. Bây giờ vô. Hút này. Vừa đi vô vừa bấm hỏi quay qua bà vô mất tiêu rồi. Ngày cuối luôn. Tôi hoài. Mày đã biết mày vô tay tao rồi. Mày thua rồi. Mày hiểu không? Mày có hiểu không? Số? Số gì? Khóa lớn rồi.
Nhất trong đây con có gì vậy? Có mẹ. Hello motherfucker. Thôi chị ơi, ôi ôi ôi. Ôi 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 ôi. Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh, nhà vệ sinh, nắp 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 nắp. Kiếm hộ cho cái nha. Nhìn. Để vô chồng mà đóng cửa phòng. Kiếm hộ tao cái. Điếm lắm mẹ. Đang ở trong. Đấy đấy đấy, điếm không, điếm không. Đó. Điếm chó luôn. Nó chờ mình ở ngoài mẹ. Hôm nay có gì không? Không có gì luôn. Thôi thôi đi cầu đi. Để chơi không phải. Không lên được. Bớt điếm lại nha chị Bảy. Đi bà chị Bảy luôn. Chị Bảy lại đi vô nhà vệ sinh. Khốn nạn. Gì chị Bảy? Chị Bảy sao tìm được em? Tai ệt nữa chứ. Thức. Chị Bảy chán thiệt nha chị Bảy. Bảy đứng canh em đi vệ sinh không? Chắc không rồi nhỉ. Ui chị Bảy. Đố xanh chị Bảy. Shit 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 shit. Chậm đi chậm đi chậm đi chậm đi chậm đi nóc nóc. Đố xanh chị Bảy. Chị Bảy là đứng canh em nữa hả? Chị Bảy nó đi vô đó riết rồi chị Bảy. Chị Bảy cút đi chị Bảy. Chị Bảy, chị Bảy bò rồi. Chị Bảy là đi qua đây nè, đi qua đây. Ê! Đi chị Bảy. Mày vô đây. Đóng cửa nè. Vô hộ tao cái. Được, chị Bảy nhanh quá nha chị Bảy. Bớt lại đi chị Bảy ơi. Chán chị Bảy thiệt. Đó ra nữa. Đi với Bảy. Cút đi đi Bảy. Đừng nói qua đây gặp đi Bảy nữa nha. Nó cũng đi Bảy nhây thiệt. Đây là gì? Điên à. Uống gì nữa. Ui đĩ bảy kìa. Đĩ bảy đâu, đĩ bảy xuất hiện coi. Đĩ xích cái gì chưa. Trời đĩ bảy bò. Đóng cửa luôn. Đĩ bảy mày chơi tao được không nè. Ấy ấy, ủa nhây xíu rồi mà, ủa còn nhây xíu rồi mà, vậy nhây xíu là mình căng vậy đĩ bảy này chôn mình luôn mày. Cái gì tại nhở. Cái gì đĩ bảy xúc nhìn kỳ quá hả. Ok, tập này mình chơi đây thôi. Và nếu bạn thấy hay, like, hãy share và like cho mình nha. Và những video mới ở trên phần, ở dưới phần mô tả và video gần nhất này mình sẽ đặt để trên màn hình. Và cảm ơn các bạn. Chào mừng. Và hẹn gặp lại các bạn vào 2 ngày sau. Bye bye.